Quý khán giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên công trường Xá Lùng. Và buổi sáng ngày hôm nay thì nhóm làm việc tiếp theo sẽ là nhóm anh Nô. Bây giờ đang là khoảng 7 giờ 30 phút sáng. Mọi người cũng đã tập trung hết xuống đường và đã ăn sáng đầy đủ rồi. Bây giờ sẽ là một công việc rất là quan trọng, đó là di chuyển chiếc máy nghiền đá lên một cái vị trí mới. Sáng ra đã xúc miệng bằng cái máy nghiền đá này rồi. Mỗi lần khiêng cái máy nghiền đá này là mình nín thở ấy mọi người, vì nó rất là nặng và nếu mà không cẩn thận thì rất dễ là xảy ra những cái va quệt đáng tiếc, vì cái khung nó bằng sắt ấy, nó quệt vào chân vào tay, đặc biệt là những lúc mà cái máy nó mới hoạt động xong mà nó còn cái nước ở trong cái bộ phận làm mát ấy, thì rất dễ bị bỏng. Không biết là mọi người sẽ di chuyển đến tận khu vực nào. Thì cha rất là hy vọng trong ngày hôm nay tất cả sẽ chiến đấu hết mình để chạm được tới góc cua 9. Đấy là cái mục tiêu rất là tuyệt vời. Đó. Nó nặng lắm mọi người, không phải dễ đâu. Vào khiêng đi, vào khiêng đi. Chào gì nữa, nặng quá. Đau tay à? Đấy, mình lên ngay mà. Ai da, chuyển lên xa thế. Thế là mọi người chuyển một mạch là lên đến tận góc cua luôn. Ồ, chuyển xa thế. Ồ, chuyển một lần cho nó bỏ công. Ôi dồi ôi, chuyển một phát đến cua 9 luôn. Một phát đến cua 9 luôn à. Kinh. Thế à, cái này là chiến đấu hơi bị căng đấy. bên này đang thấp hơn, bên kia cao hơn đây. Lãnh đạo Sĩ ơi, lên cua 9 luôn à? Chuyển máy xa thế. Không, nó bây giờ nó không có đáng để chuyển lên, nó chuyển bột xuống dưới nó dễ hơn. Chuyển bột xuống à? À đúng rồi. Một phần nữa là cái khu vực này nó cũng không còn nhiều đá nữa rồi. Đây các bạn thấy không? Cái máy trộn nó tít phía kia kìa. Đây chính là khu vực bàn cờ mà cha rất là yêu thích. Anh chị đang chê bảo là tổ cho yếu. Hả? Ngày mà đủ thì không còn đấy. Anh đang bảo, nó hỏng máy một ngày rồi. Ây da, vì thư đang bảo à, nhóm trưởng thôn làm hơi yếu nhưng mà nó hỏng máy mất một ngày rồi. Thông cảm nhá, hỏng máy một ngày thôi. Máy không hỏng thì chắc làm đến đây rồi. Đúng rồi, không có nước phải kéo nước nữa. Sáng hôm qua không bị hết nước anh luôn. Hả? Hôm qua cũng nước thiếu gì? Hả? Nhà anh đây. Thiếu đâu? Đây. Hôm qua nó bỏ nó hết một bể rồi. Cái đổ của tôi nó không quản lý nước thì nó vẫn hôm qua là hết một bể. Hết ngày rồi. Nó là 2 ngày mới chưa hết một bể mà. Nếu mình dùng thế thì mình nó mở nó dùng không thế thì mình nó quá chứ. Chết rồi. Hai nhóm bây giờ bắt đầu là khịa nhau rồi. Chính ra là mình thấy hai nhóm nó cũng sự thi đua nhá. Nhóm này người ta cũng để ý nhóm kia làm đường dài hay ngắn đấy, cũng không phải là cứ làm thế nào thì làm đâu. Hôm nay thì là ngày 25 tháng 7 năm 2024 và cả nước thì đang diễn ra lễ quốc tang ở trên công trường Xá Lùng để trao, và anh Hân cũng như là bà con cũng sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ tới bác Nguyễn Phú Trọng. Video này thì sẽ phát
sau phát không chính xác cái ngày quốc tang đâu, nó sẽ phải phát khoảng cách 3-4 ngày gì đấy, thì cũng rất là mong quý khán giả thông cảm vì cha cũng không thể phát liên tục trực tiếp, nó hoàn toàn theo cái thời gian thực được, nó cũng phải lệch ngày đi một chút đó. Bây giờ cũng là một cái việc rất là quan trọng, đó chính là khởi động được cái máy kia lên. Vì mỗi buổi sáng nó còn nguội ấy, nên là rất khó khởi động. Giống như hôm trước ấy, chiều hôm trước làm vẫn ok nhưng sáng hôm sau đã hỏng rồi, nên là cũng khá là lo. Hôm nay chúng ta có lãnh đạo xì, lãnh đạo nô nên là cũng yên tâm, hai người sát sao công việc rất tốt. Có cả ông anh này nữa cũng rất là khỏe, nói chung là lực lượng mạnh. Đúng rồi, phải siết lại tất cả các ốc trước khi hoạt động máy. Thì tất cả vấn đề liên quan đến nhanh hay chậm mà nó chỉ phụ thuộc vào máy này thôi, nên là cái máy này phải được chăm sóc buổi sáng khá là kỹ. Còn riêng về vấn đề nước thì như hôm qua mọi người cũng nói rồi, hoàn toàn yên tâm, kể cả là trời có nắng thì cũng không thiếu, vì trên bản còn rất là nhiều những cái bể nước như vậy. Nếu mà có điện thì dùng được máy bơm thì còn nhiều nước hơn nữa, nên là từ giờ thì chúng ta không phải lo về cái vấn đề đó. Giờ thì tất cả mọi người sẽ dồn sức để nhặt những cái viên đá cho vào bao tải như này để thuận tiện hơn cho việc nghiền đá. Cái việc mà tận dụng lại những cái bao xi măng thừa như này là một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ không tốn những cái ki bằng nhựa. Những ki bằng nhựa đấy nó rất là dễ rách, cái bao tải này rách thì vứt đi, nên là khá là yên tâm. Đây, hai đứa ra đây. Mi Sai, Mi Tu, Chiu Chiu. Ra đây nào. Con gái bố xì đâu rồi? Ra đây nhanh, ra đây bác cho này. Hai cuốn này. Đấy, tiểu thư con nhà bố xì đây. Này cho con. Ôi trời ơi, giỏi quá này. Ok. Xong rồi ngồi xa xa ra nhá. Con đá nó bay vào người nhá, nhớ chưa? Ừ. Ôi giỏi ơi. Phát ăn luôn. Quá đỉnh. Bây giờ mới là giây phút lo lắng hơn một chút là lắp dây cô loa vào, không biết là nó có lên hay không. Mọi người bây giờ là phải chờ đợi, chỉ cần cái máy này nó chạy thôi thì công việc mới lại được tiếp tục. Chứ mọi công việc buổi sáng đến lúc này là chỉ còn chờ mỗi cái đoạn này thôi. Ở bên dưới thì chúng ta có thể thấy là bà con họ cũng đang bắt đầu làm mặt bằng để chuẩn bị ghép cốt pha. Và cha chỉ thấy rằng là cái quãng đường chuyển bột đá, bột cát với cả là mọi thứ nó hơi xa một chút, thì có thể là mọi người sẽ vất vả hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
To bảy nhiệt to. Nhiệt to. Nhiệt to. Tưởng là ngon ăn nhưng mà cũng không phải là đơn giản đâu. Kiểu qua một đêm thôi con máy nó lại dỗi hờn gì ấy. Còn trời mới biết là nó dỗi cái gì. Đây cũng là hai đệ tử của anh Xì luôn này. Ừ, ngoan quá. Giỏi lắm. Ôi rồi cái áo làm sao kìa, rách hết rồi kìa. Ừ, ok. Xong ngồi lui ra kia nhá. Bọn trẻ con nó đang khá là đánh giá các bố. Làm mãi không lên. Đấy. Đang quan sát bố ấy. Làm mãi không lên. À, bây giờ thì cơ hội cuối cùng xem nào. Nào chơi đi. Quay đi nào. Quay nổ ngay nào. Không nổ anh Xì mất gì. Con gà cũng được. Con gà đen nhá. Ồ, ok. Ok. Nó nổ thì sao? Nổ chị kiểm biết này. Kiện bia. Dầu nó không đủ ăn đúng không ạ? Dầu nó không đủ ăn đúng không? Ok, bắt thùng bia rồi. Rồi vào việc thôi. Đang chờ xem là mọi người sẽ để cái máy trộn ở đâu để làm sao mà tiết kiệm được nhiều sức nhất, không phải chuyển bê tông nhiều mà không phải chuyển bột cát nhiều. Đội dưới này thì vẫn đang làm mặt đường, chỗ này thì nó bị cái bùn đất xả từ trên này xuống khá là nhiều. Này anh bảo đừng ném vào cái hòn đá to to kìa. Thấy không? Nó rơi xuống dưới.
khoảng 30 phút thôi, chúng ta đã có được cỡ khoảng 3 đến 5 khối bột đá. Cái chất lượng bột đá như này thì Trang nghĩ cũng rất là ok này. Đó, nó không quá to, nó vừa phải ấy, rất là tốt. Ở bên dưới này thì công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra thôi. Ông chú thì vẫn đang cậy nốt cái chỗ đá mà nó mắc ở cái đường như này. Đấy. Đập được cái đá này cũng mệt đấy. Ở đây thì các chị em phụ nữ cũng như là các anh đã bắt đầu ghép cốt pha cũng như là làm máng. Nước thì ô, nước chưa chảy mà anh Nô. Để chị lo ơi. Đã sửa. Bên này nước vẫn chưa chảy, xi măng ra được trở lên. Anh Nô không biết là đang làm gì đây. Chờ máy à hay chờ gì đây? Chờ nước à? Cô điện là đang sửa nhưng mà nước vẫn chưa chảy. Nước chưa chảy à? Ôi giời. Đấy. Cột pha đã được ghép rồi. Máng đã ghép rồi. Đã sẵn sàng để chờ nước nữa. Nước thì cũng không lo. Bây giờ chỉ chờ thì bắc cái ống này, kéo nó xuống. Hình như là cái nhóm này là nhóm nào là dùng nước của bể nhóm đấy thì phải. Không dùng nước chung thì sao? Em Bảo, này, mua hộ em một túi găng tay với. Mua em một túi găng tay nhé. Ừ, găng tay. Một túi găng tay nhé. Găng tay kiểu như này này. Ừ. Cái xe công vụ, xe chở xi của mình thì đang đi sửa. Nhưng chưa được thì phải. Nó bị yếu hơi hay yếu nòng gì đấy, mình chả rõ. Sẽ phải mất một vài thời gian để sửa chữa nó. Giờ thì mọi người sẽ cống hiến xe cá nhân của mình để đi chở xi thôi. Ngày mai thì nhà bếp cho ăn món gì đấy? Hôm nay thịt lợn rang. Lợn rang à? Ở đây thì mỗi ngày thì sẽ đặt thịt lợn của một cậu em này, chuyên gia mổ lợn. Hái sẵn rồi à? Hái hết rồi. À. Bao nhiêu cân đấy? 6 cân. Ok, 6 cân đúng không? 6 cân là trừ đề phòng trường hợp trẻ con nữa. Hôm nay vợ của Báo hay là chị hay nấu cơm ấy. Chị ấy đi bẻ ngô nên là chồng phải lên nấu cơm thay vợ. Chết rồi. Có biến rồi. Sao nhở? Ây giời ơi. Sao thế nhở? Anh ơi, lên xe máy đi. Bột đá rất nhiều nhưng mà kẹt đá. À, ôi dồi ôi, to thế. Mọi người cho cái viên đá to quá, nó bị kẹt. Lên quay máy hộ chị em gái. Rồi, ông mắng rồi. Lên quay máy gái. Rồi.
hết cả xô nước. Cuối cùng thì nó đã nổ rồi mọi người. Nó chỉ là một cái trục chặt nhỏ nhỏ thôi. Chỉ là mọi người cho cái viên đá nó to quá, nên là cái búa nó bị như là nhỉ, nó bị kẹt ấy. Nên là nó không quay được. Bây giờ thì nó lại bắt đầu chạy bon bon. Ngày hôm nay thì đang nghĩ rằng là ngoài công tác nghiền đá ra thì công tác đổ những cái tính từ giờ đến chiều đi. Hết một ngày đi thì sẽ chạm được góc cua này. Nếu với một cái tiến độ mà ổn định như ngày hôm qua, nếu mà chạm được góc cua chín thì đó là một kỳ tích luôn. Và Cao rất là hy vọng cái điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Công việc thì hàng ngày nó sẽ vẫn diễn ra như vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi khoảng một tiếng nữa để xem là công việc nó sẽ đến đâu. Sức lực đó chính là vận chuyển bột cát, bột đá xuống khu vực máy nghiền. Với chuyến thì nó chỉ được ít ít, không được nhiều lắm. Và hiện tại thì nước vẫn chưa chảy. Trời ơi, nước vẫn chưa chảy, bực thế nhỉ. Dưới này thì vẫn như mọi khi đây, mọi người tiếp tục lót đá đền ở mặt dưới con đường. Rồi tiểu thư con nhà anh Xì lại được cung cấp thêm kẹo này để ăn này, no hết cả bụng. Anh Xì ơi, lấy đâu nước bây giờ? Nó lê ở dưới đường lên. Nước cơ mà. Nó, hai người nó đi lấy ở bể của anh mà. Hai người đi lấy bể của anh à? Bao giờ nó mới chạy ấy? Mai thằng kia vẫn đi lâu rồi nhưng mà thấy nó về. Thằng kia nó đi lâu không thấy nó về à? Không biết nó ngủ quên nên như nào mà lâu về thế nhỉ? Lâu quá. Bây giờ đã là bao nhiêu rồi? Gần là 10 giờ rồi. Đi đâu ấy chở? Đi sạc đèn à? À. Đấy, sạc điện thoại với cả điện, bóng đèn.
Khổ thế, mất điện mãi không có. Thế chỉ có lúc nào có. Thế chả có ở trong thế. À, okay, có chưa? Có rồi, ok rồi. Ôi dồi ôi, tốt quá. Ok rồi. Để lo thôi. Nước chảy rồi. Đó, chảy khoảng 10 phút nữa là bắt đầu. Đấy được rồi. Trộn bê tông được rồi. Thế chứ, nước nó phải như này. Tao, tao à. Ê, chưa mạnh lắm nhỉ? Ở đấy, đấy. Có chưa tiết đâu mà mình phân này. Lúc ta rồi. Ừ. Không có tạo đâu. Lá mình tạo mà đi. Tốt chung nhỏ. Cái này mình chung nhỏ nó cắt thật. Phải nháp rồi, đi cho phút. Rồi, mà anh nghiền đá lại kẹt rồi. mấy bạn này nghiền ác thế nhỉ? Lãnh đạo Xì ơi, máy nghiền kẹt đá nên sửa hộ chị em đấy. Vâng. Ôi trời. Ông mà lỗ mà. Ông lỗ mà. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những mẻ bê tông đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Trời ơi, con gái. Bố đi đâu con gái ở đấy? Nước này là bắt đầu trộn được rồi. Bố trí người chiến đấu thôi. Trộn kia.
Phứ này 14 tuổi mà to gấp đôi thằng Phứ. Phứ nó cũng 14 tuổi. Bước tiếp theo là cao các bạn. Dàn đều nó ra. Trung bình cái khoảng 4 đến 5 phút thì chúng ta sẽ có một mẻ bê tông. Chảy ào ào luôn, không cần phải đẩy. Chúng ta đã có hai mẻ bê tông đó. Cái sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các bộ phận, từ nhặt đá đến nghiền đá, vận chuyển bột cát, vận chuyển xi, trộn bê tông, rồi cào bê tông, dàn phẳng, cán phẳng bê tông. Đó, rất nhiều những cái bộ phận khác nhau. Hiệp tác chiến đấu. Đàn ông mệt là cứ làm đi thuốc lào, phụ nữ mệt là không có một cái hình thức gì để bớt mệt. Phụ nữ làm nhiều khi là, nếu mà tính giờ làm thì làm giờ nhiều hơn đàn ông. Đàn ông mất cái thời gian hút thuốc lào khá nhiều. Hãy
Cái này mà là con lợn thì tốt nhỉ. Chờ mẹ tiếp theo là rồi ở trên lại tiếp tục xả một mẻ tiếp theo. Hiện nay thời tiết ở những vùng như là Sơn La thì mưa lũ ngập lụt rất là nhiều nơi. Hầu như là chỗ nào cũng thấy mưa lũ ngập lụt, mọi người bị mất rất là nhiều tài sản, nhà cửa bị trôi theo lũ. Một cái điều rất là đáng tiếc, thiên tai lũ lụt không thể tránh khỏi. Ở trên công trường Xá Lủng thì lúc mưa, lúc nắng, lúc dâm, nhưng mà nó không phải là mưa bão quá to, chỉ là mưa bình thường, mưa bóng mây. Đường khô đến đâu là xe máy đi lên được đến đấy. Đêm hôm trước xong rồi, ngày hôm sau đã đi được, ngon lành cành đào.
Này, tí nó sập cả cái đấy xuống đấy. Thôi. Đi lên kia lấy đá đi. Nó sập cái đấy xuống đấy. Thôi. Em ơi, đừng có đập vào đây nữa, được rồi. Nó sập xuống thì chết dở. Giờ thì lại thêm một lần bị kẹt đá nữa. Nói chung là nó nhiều vấn đề lắm mọi người. Tí tỉ thứ vấn đề luôn. Mà kẹt đá lần này không thể móc ra được. Anh Xì hôm nay không móc được đá ra rồi. Em bắt buộc sẽ phải tháo để nhặt cái viên đá ấy ra. Khó đấy lãnh đạo Xì ạ. Khó thì cái lông đáy này nó vừa tháo khó, nó vẫn nhanh. Khó tháo đấy. Bây giờ sau khi mà ngừng nghiền đá, chúng ta sẽ lại dồn tất cả nguồn lực xuống cho đội đổ bê tông. Bây giờ đã là 11:21 rồi mọi người. Trời bắt đầu nắng khá là gắt. Thời tiết đang không quá ủng hộ bà con xá lùng. Trời nắng này thì nó mệt, mất sức nhanh. Các chị sẽ phải dùng rất nhiều những hình thức khác nhau. Xe rùa để dùng gùi chuyển bột cát. Sau khoảng gần một tiếng đổ bê tông thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là hiệu quả đến đâu. Vậy là cũng được một đoạn khá là dài. Nhưng mà tính từ đầu xe máy lên kia cũng phải mười mấy mét. Nhanh lắm. Ào ào một lúc thôi là mặt đường đã được hình thành những cái đoạn mới rồi. Sẽ trở về khu vực nhà bếp để xem cơm nước đến đâu rồi. Lát nữa bà con về là chỉ việc của anh chén thôi. Không có lực lượng quận trong váy này còn lâu công việc mới hiệu quả được. Chờ nốt anh Xì tháo cái ốc xem cái thủ phạm làm cho cái máy nổ nó phải dừng lại. Nó vừa cái này ấy. Cái này nó cong chẳng khí. Đâu? Cái này ấy, nó vừa cái này nó vừa cái địch. À rồi rồi rồi. Nguyên nhân nó lại là do cái này. Đây kia tôi chê tôi phải cho tao tháo cái này ra. Chết rồi, bây giờ nó cong này làm sao bây giờ? Nó cong nó quay nó lại vướng đấy, lúc đúng này rồi, nó tạo vắt nó vướng chỗ này ấy. Đây đúng rồi. Chính xác, nó không phải là kẹt đá mà là ui dồi ôi. Nhưng mà cái này nó vẫn cứ chắc đấy. Ừ. Thế không chứ. Bây giờ làm sao đập cái này thẳng ra nhỉ? Cái này nó phải tháo ra, nó đòn nó sở gái. Cái này nó tháo với khó. Tháo mỗi thanh này thôi đúng không? Đó, xử lý thôi. Ừ, để chia con chiến đấu. Vậy là chúng ta đã trách nhầm những viên đá và trách nhầm các chị là cho đá quá to. À, vấn đề nó lại nằm ở chỗ là cái thanh sắt này nó bị cong. Ừ. Chà, bây giờ tháo. Không phải dễ đâu. Đấy, dễ thôi mà. Phải tháo cái này ra sang bên kia mới được. Tháo ra. Đó. Bên dưới này máy lại nổ rồi. Nên mọi người khiêng xi măng thì đi quẹt vào cái ga của nó nên là thành ra nó tắt máy luôn. Bây giờ thì lãnh đạo Xì sẽ phải xử lý cái này. Không được ô. Búa. Cái chỗ nào vườn. Đây. Rồi. Cái chỗ nào vườn. À, xà, nắng thế nhỉ. Nắng quá chú ạ.
Trên vùng cao nắng bình thường á? Ừ. Cháu có thấy bình thường đâu. Rồi. Rát hết cả người rồi. Lên được lên lán mệt quá. Ngày mai thì thôi chết tôi rồi. Quá đông. Có khoảng bao nhiêu đứa đây? Hả? 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 11, 12 đứa. Đông quá. Chết rồi. Bây giờ làm nào bây giờ? Toàn trai xinh gái đẹp này. Có cho ăn cơm trước không? Cho bọn trẻ con này ăn cơm trước không? Chờ ăn người lớn à? Ờ tùy thế cũng được. Ok. Ui giời đông thì lo gì, mình thiếu gì kẹo đâu này. Con đưa cái nhá. Này. Đợi bố mẹ lên rồi ăn cơm nhá. Alo. Này con này. Đây chú lấy cho. Đây chú Hân phát cho nhanh. Không cho ăn nhiều bởi vì để bụng tí ăn cơm. Thơ mà, nó có chảy ra, nó thích chỉ thơ à. Nó kẹt thơ, nó mỏ. Ê, bọn này toàn khôi ngô nhỉ. Toàn xinh xắn dễ thương thôi. Khi nào có rồi nhỉ? Đấy, đứa nào cầm trên tay là... Ai chưa có nhỉ? Hỏi có rồi cũng không thấy ý kiến mà hỏi chưa có cũng không thấy ý kiến. Thôi. Chị có chưa? Bác cứ bắt nạt cháu nhỉ? Thôi cho ăn cái thôi bởi vì là tí ăn cơm. Em xin chú, ok, xin chú kia nhỉ? Chú nào cũng được. Nào. Chú. Úi dồi, con bố xì khác nhỉ? Con bố xì ngoan lắm. Đây. Cháu xin. Cảm ơn hai chú ngoan lắm. Em này. Cháu xin chú. Cháu hay mà có thơ chứ. Rồi, thơ, cứ lấy đi. Em à. Lấy đi. Không biết nói. Rồi, ngoan quá. Đệ tử anh xì. Lúc nãy đập đá áp phết đấy. Chú đã cho luôn mà cảm ơn nhỉ. Nhanh thế ông này. Ôi trời. Bây giờ thực sự là cũng khá là vỡ trận đấy. Không biết là sẽ sắp xếp kiểu gì đây. Trên này thì chúng ta có một khu vực khá là mát mẻ. Nên là mọi người di chuyển hết ra gốc cây để ăn cơm rồi. Đó. Thì lát nữa thì cha cũng ra đây ăn cơm thôi. Ăn cơm đây thực sự nó rất là mát, dễ chịu kinh khủng luôn. Rất là sướng đấy. Các chị em là bày một mâm cơm ra đấy rồi. Ăn cơm mà toàn view triệu đô đấy. À, phía bên này thì bà con họ cũng đang bắt đầu ngược trở lên. Mình cũng không biết là mọi người sẽ tổ chức sắp xếp kiểu gì. Một số đứa bé thì nó đã bắt đầu đi về rồi. À, có thể là bố mẹ bắt về. Cho nó lại ăn cơm đi. Về nhà ăn tiếp à? Đấy. Con gái bố xì quay lại đây đi. Ui dồi, bé về rồi. Con gái bố xì ơi. Mẹ bắt về mất rồi. Cũng khó, nói chung là cái hoàn cảnh này cũng khó thực sự à. Thôi, kệ cho bọn nó ăn đi. Còn thiếu mỗi anh xì như là đang sửa máy chưa lên. Nói chung hôm nay thì buổi sáng cha cũng nghĩ rằng là cũng là một ngày làm việc khá là ok rồi. Để chờ buổi chiều xem là mọi người sẽ làm được đến đâu. Nói chung là một phần yếu tố thời tiết nữa nên là chúng ta cũng hy vọng thôi. Hy vọng là làm sao mà một ngày lao động nó có cái sự hiệu quả nhất về tất cả mọi mặt. Bây giờ thì chắc là cha cũng sẽ dừng máy tại đây thôi. Mình sẽ dừng máy xong rồi ăn cơm trưa cùng bà con, nghỉ ngơi một lúc xong rồi chiều rồi chúng ta sẽ lại chiến đấu tiếp. Rồi, mấy búp măng non này tổ chức cho nó ăn đi. Nó có ăn được mấy đâu mà, ăn ít thôi mà. Nhiều cơm, nhiều thịt. Lần sau anh cứ mua thêm nhiều thịt nữa cho em được. Ừ. Anh mua nếu mà 6 cân anh mua 7 cân cũng được. Mình không phải lan tăn lắm về cái điều đó. Chỉ sợ các bố mẹ hơi ngại thôi, là không muốn các con ra ấy thôi. Thôi làm ăn cơm đi anh nhỉ.
cơm đi, cơm đi.